gần đến ngày Trung Thu thì phố Lồng Đèn quận 5 đông như trẻ hội. Cứ khoảng tầm giờ chiều thì các bạn trẻ đã tập trung ra để thực hiện những bộ ảnh để vui mùa Trung Thu. Thì phố Lồng Đèn giống như là không gian Hội An thu nhỏ, thì có nhiều loại lồng đèn khác nhau. Thì theo lịch sử là từ 20 năm nay, khu vực đường Nguyễn Như Học, Phú Định, Nguyễn Án thuộc quận 5 thành phố Hồ Chí Minh lại biến thành phố Lồng Đèn với nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng lồng đèn. Đây là khu vực cư dân người gốc Hoa định cư lâu đời. Thì ở đây có những cái dãy nhà cổ kính rêu phong được xây dựng từ thời chiến tranh, vẫn còn giữ nguyên được lối kiến trúc của người Hoa tại Việt Nam, và lại càng lung linh hơn khi ban đêm các loại lồng đèn được thắp lên đầy màu sắc. Hiện tại thì mình đang ở phố Lồng Đèn. Phố Lồng Đèn ở đường Lương Nhữ Học thì phố Lồng Đèn là một cái nơi để mà các bạn trẻ thường vào dịp Trung Thu á, thường hay ra đây để chụp hình. Thì đây cũng là một nét truyền thống cũng rất là tốt. Thì mình cũng vừa mới photoshoot xong để chuẩn bị lên một số bài cho Tết Trung Thu. Bạn quan sát ở đây rất là vui. Đông vãi nồi. Khi các bạn đến đây chụp hình đó, thì chúng ta sẽ mua ủng hộ chủ gian hàng lồng đèn để chúng ta có cái vị trí để mà chúng ta chụp hình. Rồi hết rồi. Phố Lồng Đèn nó chỉ có một đoạn thôi, thì các bạn đi đầu đường cuối đường là hết rồi. Các bạn chụp thì chúng ta chụp buổi chiều chiều thì nó vắng. Còn nếu các bạn chụp ban đêm thì nó hơi đông, và nhất là vào những ngày gần Trung Thu thế này thì cực kỳ đông. Hôm nay mình vừa chụp hình xong với photo chụp về áo dài. Mình phải chụp hai bộ áo dài. Giờ đi vừa qua giống bệnh đó. Xong, hết phố.